chứ lận. Biết vậy lúc đó mình đặt cho nó hậu bằng là được rồi. Bằng hiện nay đi, dân khác nè mọi người. Mình làm cái gì xem xuống mắt xây, xây như chiến tắm nha. Xuống sẽ đi ăn phẩm. Xuống sẽ đi ăn phẩm. Trời ơi, nó đợi đường, nhưng mà nó đợi đường gặp bà con. Giống như cái lồng gào làm gì chuyện nổi. Alo. Có, đợi chị xíu, em tới đâu rồi? Đi tính tiền nè, tới nhà rồi. Tới nhà chị Xu vô chổng mở cửa thôi. Đây mẹ mở nó bảo hiểm ra cho nó. Mua rau về nấu canh nè chị ơi. Trời ơi, làm gì vậy? Cho trà sữa luôn. Quá trời rồi chị ngờ thằng gì, chị Sen này dữ thiệt. Sen Ngọc. Chị Sen Ngọc ghê quá à. Nhanh hả, mở đây sắp tới Tết luôn rồi chị. Bữa chén thôi. Con Xu đi đem cơm cho bà nó dành đi á. Nó dành, nó cầm ôm cái son đi á. Đi qua nắm tay em nha. Rồi đưa gì Xu cầm đi rồi đi. Đó, nó dành vậy á. Rồi đi đi. Mẹ em lên mọi người ơi. Mẹ ơi. Xu với Na ở nhà đi, mẹ chạy ra ngoài mẹ rước mẹ về liền.
Su lấy cho mẹ cái áo khoác thôi. Lấy mẹ cái áo khoác. Nói nhà đi. Vô nhà ngồi. Cô Na nó chưa có quen nữa mà bà ngoại bà lên chắc mất bà về chắc nó khóc dữ à. Ngoại bà tới rồi kìa. Hồi nãy mẹ Xu mới cướp bà ngoại á, giờ thì mẹ Xu sẽ nấu ăn. Mẹ ơi, còn mắm tép không? Còn. Dạ. Mắm tép không biết sao mà mình cứ bị ố mê. Ngoại ba quét sân và tắm rửa cho Na rồi kìa. Hình như ba đem bộ đồ của Na lên đó hay gì trời? Mới đem bộ đồ này lên hay gì ạ? Không đem hả? Để lên phơi đồ cái. Xong rồi, giờ đợi nó chín nữa thôi. Đợi thịt gà nữa. Canh chín rồi. Su dẹp đồ. Mẹ thì phơi hai đồ sọt đồ này. Phơi hai cái niệm của Su với Na. Bà ngoại với Na ở dưới. Ăn cơm đi, ăn cơm đi. Thịt gà kho với canh bí nóng với canh bầu chứ. Chưa ngồi đi Su, ăn cơm Su. Cơm nước của em. Ừ, nay ăn cơm đi rồi không? Không. Muốn bắt cá sống đi chị bạn ngoại. Thôi. Chị ăn cơm. Không biết giờ nên vui hay nên buồn nữa. Bà ngoại bà lên 2-3 bữa nữa bà về. Chắc nó khóc dữ lắm à. Ngoài chơi. Giờ mẹ Su gọi đầu cho bà ngoại. Hồi nãy con ngủ tiêu rồi. Ngủ hết bình sữa, đồ bình nữa. Ôi, dính cho đúng. Đồng này hết rồi. Mà lăn lộn ngủ. Dạ, mẹ Su đang làm móng cho bà ngoại. Ừ.
trời mưa quá trời luôn. Ngoại lên bà ngoại cho coi điện thoại liền thấy không? Trời mưa quá trời luôn mà xuống đồ đi học rồi, mưa cỏ này luôn. Mưa cỏ này mà xuống chuẩn bị đi học. Xuống kêu muốn đi học, nó không muốn ở nhà. Kêu nghỉ một bữa rồi không chịu đâu, muốn đi học à. Năn nỉ luôn hả? Từ từ đợi xíu. À, lấy áo mưa bận cho đi chứ không ướt á. Ơi đi đâu? Thôi ở nhà đi, ở nhà với bà ngoại đi, trời mưa mẹ đưa chị Su đi học. Lại dỗ cái thói đó ra. Lại dỗ cái thói không giữ ra. Đưa chị Su đi học cái. Nè ở nhà với bà ngoại ơi. Hư hư cái gì mà hư. Trời không mưa mẹ chở đi, mai trời không mưa mẹ chở đi. Con cao giờ mẹ dầm mưa chở Su đi học tiếng Anh nên là Su gắng học hay chưa? Dạ. Gắng học để mai mốt ha, Su lớn rồi cái mẹ với Su đi chơi cái Su thấy tiếng Anh đó, Su đọc Su dịch cho mẹ hiểu ha. Dạ. Chứ không mình có tiền là mình không hiểu gì hết trơn. Giờ mẹ gắng học có tiền còn Su thì gắng học kiến thức cho chưa? Dạ. Mốt na lớn cũng cho na học thêm tiếng Anh giống Su luôn. Từ từ thôi, nhẹ nhẹ thôi. Đừng đau. Không đau. Từ từ thôi. Rồi chạy vô nhanh nhanh đi trời mưa. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Trời ơi, lúc đi tưởng không mưa, lúc về mưa chạy ướt nhẹp luôn. Đến trường rước Su rồi. Và Su ở đang chơi kìa. Đang chơi gì ạ? Đang chơi gì ạ? Ghé mua hủ mua bún riêu về ăn với lại mua hủ tiếu về cho bà ngoại với Su nè. Về nhà rồi, con đường của mình nay cũng nhộn nhịp hết Su ha. Cũng như vậy là sao? Mẹ thấy thấy cũng đông mà. Rồi số 3 chị. Tính đi
Kết thúc like, em chốt được hai đơn nha mọi người, được một đơn bộ màu xanh với một bộ caro này nha. Mai em sẽ đóng gói nha. Giờ thì vô ngủ mệt quá rồi.